Lúc em ăn bầu con bé là có điện cho cha với mẹ, mà kiểu mẹ giận cũng không quan tâm tới, em cũng giận em không gọi. Xong rồi ba thấy cháu ngoại thấy cưng quá mới năn nỉ mẹ, mẹ lên coi cuộc sống như thế nào. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng thứ hai. À, xin chào hai em. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin chào cô Hồng Vân, cô anh Quốc Thuận, tất cả quý vị có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Trần Tiến Hào, em 27 tuổi, hiện tại em đang là quản lý nhà hàng. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và quý vị khán giả trong trường quay hôm nay ạ. Dạ, em tên là Võ Thị Thủy Tiên, hôm nay em 27 tuổi ạ. Hai đứa bạn 27? Dạ. Lần đầu tiên Tiên và Hào gặp nhau như thế nào? Dạ thì lần đầu tiên thì hồi trước đó là em đi làm chung với cậu của vợ ở tại siêu thị á. Thì hôm đó là cậu quên mang đồ, mới nhờ là vợ ở nhà mang lên. Thì gặp lần đầu tiên thì nhìn bà này khoái, thích liền. Tại vì bà xinh. Xinh. Đó. Xong rồi cái bà đi về mới nói với ông cậu vợ là thôi bây giờ anh Phú ơi em làm cháu anh được không? Rồi bà mới nói là quan trọng là mày có cua nó được hay không. Còn Tiên sao? Em trời có... em ghét cha nội này lắm chị. Trời ơi, Sủ Nhi thì ghê luôn. Ổng học ca sĩ á, cho nên cái kiểu đầu tóc như HKT vậy chị. Tóc người xé xé xé. Trời ơi, em ghét dễ sợ. Không ưa miếng nào luôn. Rồi như vậy là không ưa. Không ưa. Còn đây là ưa. Thế là bắt buộc là đây phải là đi cua đây rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó là em lên kế hoạch liền. Ông cậu cũng hay nhờ đưa về lắm. Thì đi về nhà phòng bà này. Trên đường đi thì lúc làm chung thì ông cũng có nói là bà này bà hay thích mặc đồ bộ, đồ bộ kiểu ở dưới quê á. Thì về thấy bộ đồ bộ treo ở trong phòng, mấy bộ luôn, quá trời. Hỏi, ủa anh Phú bộ mẹ anh dưới quê mới lên chơi hả? Bả trên ghét, bả tức lắm. Nghe nói là thấy ghét chị, là càng ghét hơn. Cái thời điểm nào là em bớt ghét ông này? Lúc ổng thả thính em. Ừ. Sau đó cái bà chị bả mượn điện thoại em gọi cho anh trả. Xong cái bắt đầu em cũng ngày xưa có cái tật là ai gọi cho mình bị nhỡ, xong mình gọi là bị nhỡ mình nghe tiếng. Nghe tiếng em biết cha nội này xong tắt máy. Em mới nhắn tin hỏi ai vậy. Xong rồi anh trả mới nói là anh Hào đồ. Xong rồi từ từ mới nhắn tin qua lại rồi trả mới thả thính em. Xong rồi mới rủ đi uống cà phê. Trong cái buổi lần đầu tiên gặp gỡ đi uống cà phê như vậy đó, ảnh có thể hiện cái tính ga lăng, cái tính đàn ông của ảnh với em không? Hôm nay này anh nói ra em thấy nhục. Sao vậy em thấy nhục? Tại vì cái lần đầu tiên đó, hồi xưa bả đi làm, đó em còn học thanh nhạc á, em đi làm thêm thôi, lương có triệu mấy à, nên không có tiền. Thì bả thấy bả đi làm bả có tiền thì bả dành bả trả tiền. Bả không cho em trả, bả kêu phục vụ ra bả tính tiền cái bill đó là 30.000. Bả đưa 100.000 bả kêu khỏi thói. Trời ơi giống như dặn trời mặt ơi. Vậy trời ơi sao em manly quá vậy em á. Đó nhục muối mặt luôn. Từ đó về sau là không đi uống cà phê nữa. Rồi làm đi sao mà yêu nhau được? Thì hai vợ chồng cứ nhắn tin qua lại nói chuyện, xong rồi ổng thì ổng làm chung với cậu em, cứ đưa cậu em về nhà, xong rồi ngồi ở nhà nói chuyện. Dạ, mua đồ ăn gì ăn uống thôi chứ không có đi uống cà phê nữa. Sau đó thì dọn về ở chung, ông cậu mới rủ về ở chung bốn người. Vậy ông cậu vợ vợ chung em bốn với người, lại chung với em. Cái chị kia là bốn người ở chung phòng. Thời gian đó yên ổn không? Thì, được bao lâu? Được ở một chung... tháng thì có biến cố. Dạ. Từ phía ai? Từ phía gia đình em. Dạ. Ngày xưa ở dưới quê em á là 10 đứa con gái thì lấy chồng Đài Loan hết 7-8 đứa rồi. Xong thì ngày xưa đi học cũng hứa với mẹ là học xong đi làm thời gian rồi sẽ lấy chồng Đài Loan. Nhưng mà khi em đi lên đây đi làm á, xong gặp ông này nè là thích ổng rồi, thương ổng rồi. Không có ý định là sẽ lấy chồng nữa. Xong thì mẹ lên mẹ kêu về quê lấy chồng. Quần áo đồ đạc gì là mẹ gom hết. Không có cho từ biệt bạn bè ở Sài Gòn hết. Xong rồi đi về dưới là mẹ giữ hết điện thoại, giữ tất cả, cắt tất cả liên lạc. Không còn liên lạc được với ai hết á. Xong cũng còn khôn, mẹ lấy điện thoại xong mẹ giấu đó, biết chỗ mẹ giấu là em lấy sim lại. Dạ. Xong cái vô tình là hai ngày sau bạn học của em á, học cấp 3, nó lên nó rủ đi đi du lịch với cô giáo, thì mới mượn cái điện thoại của thằng bạn gắn sim vô. Xong thì lúc đó mới nhắn tin cho anh kêu là anh đi xuống anh rước em. Nhưng mà cái lúc mà khi em bị mất liên lạc với vợ em á, thì lúc đó em sao? Dạ thì cái ngày mà mẹ vợ lên đón á, thì ngày đó bất ngờ lắm. Sáng sớm là mẹ có mặt rồi, thì mẹ kêu đi về quê gấp vì làm mai cho cái người nào bên nước ngoài đó. Thấy cái tình cảnh giằng co ở nhà thì rất là tức, rất là buồn, mà mình không thể nào nói được, mới ra quán cà phê ngồi khóc. Mà không hiểu tại sao mình khóc. Đó suy nghĩ là chắc là mình có tình cảm với cô này thiệt rồi. Thì khi vợ về quê, vợ liên lạc, vợ nói là có bạn bè gì, giờ nó rủ được đi rồi, thoát rồi. Thì anh tìm cách
để anh cứu em với. Thì bắt đầu bắt xe về quê. Mà trước giờ không biết cái Hà Tiên là ở đâu hết. Đi ra bến xe miền Tây, em bán xe về quê thì không có xe ngay đi về Hà Tiên mà phải đi về tới Rạch Sỏi. Thì tới nơi đó khoảng 12 giờ rưỡi đêm hay là dạ 12 giờ rưỡi đêm. Đi từ 5 giờ chiều thì tới đó thì em mới bắt đầu em bắt xe ôm đi vô Hà Tiên, thì cách đó khoảng 120 cây số thì bắt hai chiếc xe ôm để đi, một chiếc chở em và một chiếc chở vợ vậy. Nhưng mà mẹ em là chưa biết em có người yêu đúng không? Tức là mẹ em không hề biết em yêu anh này. Không, hồi lúc thì em có nói là có bạn trai rồi thôi. Chứ mẹ không biết là ai, mẹ cũng không biết là nhưng ổng mà mẹ luôn. Vẫn bắt em là phải lấy chồng. Dạ đúng rồi. Rồi đi tới Hà Tiên, em gặp vợ như thế nào sau đó? Thì khi mà đi tới nơi á, em kêu hai anh quay đầu xe sẵn giùm em, có gì là mình phóng đi liền. Phóng liền. Đó. Cái bất ngờ đầu tiên là khi mình vừa tới nơi á thì cả lớp bà kéo xuống luôn. Đó. Sao cứu? Sao vẫn đi được? Hốt vợ đi được. Thì em mới nói là hồi nãy trước khi tới đây em có gọi cho bạn đó rồi, em giả bộ em đánh trống lảng mọi người, tại vì em lâu quá em cũng chưa gặp em gái của em, nó là em gái em họ. Để tôi gặp em gái tôi đi đưa đồ nói chuyện xíu tôi về. Lại em tiếp cận cái bạn mà em gọi điện thoại. Thì hỏi thì bạn đó nói là nếu mà vậy thì thôi anh đi chút xíu về thôi. Thì em cũng khó xử lắm. Rồi cuối cùng có đi được không? Dạ đi dạ được. Dạ. Dạ. Lên xe lên cho đi là đi luôn. Ôm. Mà hai cái xe đó là hai cái xe cà tàng nữa chứ. Tụi bạn của bà này là đi toàn là mấy cái xe phân khối, đồ mấy xe dữ dữ không à. Em nói mà nó đuổi theo thì mấy hồi. Em kêu bây giờ hai anh chạy nhanh nhất có thể giúp em đi về tới bến xe ơi. Là chạy cắm đầu cắm cổ chạy về tới bến xe. Và khi mà tới bến xe thì em mới thấy an toàn. Rồi lúc đó sao coi như cắt đứt với gia đình luôn. Dạ. Dạ đúng rồi. Lên tới Sài Gòn thì sáng hôm sau thì gia đình mẹ vợ có gọi lên hỏi thăm là con có thấy anh Tiên ở đâu không? Hôm qua đây nó mất tiêu rồi, cả nhà liên lạc không được. Thì bà ngồi kế bên, bà nói bây giờ nếu mà anh nói em ở đây thì em sẽ đi nữa. Là anh cũng không tìm được em luôn, đừng nói chuyện gia đình của em. Thì buộc lòng là em phải nói dối là em không gặp, không liên lạc được. Còn em thì sao? Tại vì không gọi được cho này chắc chắn phải tìm cách để mà liên hệ với em. Em bỏ sim điện thoại luôn, là không liên lạc được luôn. Cắt đứt với gia đình luôn. Dạ đúng rồi. Bao lâu? Cắt đứt với gia đình dòng họ em hết thì chắc là 3 năm. 3 năm. 3 năm trời. Dạ. Đúng rồi. Rồi trong thời gian đó là hai đứa đã kiên quyết mình chọn nhau rồi. Dạ. Mình như là vợ chồng luôn rồi, đúng không? Dạ. Chỉ có là chưa tổ chức đám cưới thôi. Dạ đúng không nè. Rồi suốt cái thời gian đó em không biết tin tức gì của gia đình em luôn, hay là em cũng vẫn có hỏi thăm ba mẹ cũng đi tìm em nhưng mà giờ tìm biết đâu mà tìm thì đâu dạ cứ gặp bạn em thì hỏi có biết em này kia không có khóc dữ không ba mẹ có khóc dạ, có dữ không? Khóc nhiều còn em thì cũng nhớ nhà nhưng mà lỡ thương chồng rồi gia đình chồng thì sao gia đình thì... bên nhà em thì chấp nhận hoàn toàn. Thì mẹ lo hết từ cái chuyện mà lên ăn ở chi phí sinh hoạt này nọ mẹ lo hết mẹ chấp nhận. Khi gọi về thì mẹ nói là bây giờ nếu mà con đã đi theo thằng Hào vậy rồi thì thôi cứ gọi mẹ là mẹ đi coi như là vợ. Nhưng bây giờ ba mẹ em đã chấp nhận chưa? Dạ chấp nhận rồi. Dạ chấp nhận rồi. Thì cái thời điểm mà chưa chấp nhận tụi em có suy nghĩ làm cách nào để cho ba mẹ chấp nhận không? Dạ có, lúc đó là lúc em mang bầu bé là có điện cho cha với mẹ mà kiểu mẹ dặn cũng có quan tâm tới thì em điện cũng mấy lần. Xong rồi em cũng giận em không gọi. Xong rồi tới sanh con bé em nó được 3 tuổi, thằng nhóc em của em á lấy hình trên Facebook về nó cho ba coi. Xong rồi ba thấy cháu ngoại thấy cưng quá mới năn nỉ mẹ. Cho nên để coi là con gái sống như thế nào. Thì ba lên thì thấy cuộc sống của vợ chồng em thấy ghẻ với lại cháu ngoại thương lắm. Xong rồi mới về là cho mẹ đi lên. Mẹ lên coi cuộc sống như thế nào là mới chấp nhận, là mới nhìn lại. Mới cho đi về quê. Dạ. Có nghĩa là bây giờ mọi thứ thuận thảo hết rồi đúng không? Dạ. Đúng rồi. Là mới đi thôi đúng không? Dạ 3 dạ, năm sau 3 năm. Nhưng mà so với thời điểm này nè thì mới có một năm mấy thôi. Mới năm mấy thôi đúng không? Yeah. Vậy là sau đó là tụi em tổ chức đám cưới lúc nào? Lúc ba mẹ em nhìn em lại rồi á. Nhìn lại được là con bé em được 4 tuổi mới tổ chức đám cưới. Là cũng mới đây thôi. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi. Bây giờ tụi em đã hạnh phúc rồi, nhìn thấy khuôn mặt thì lại thấy hạnh phúc lắm rồi đúng không? Có mấy bé rồi? Dạ em mới có một bé 5 tuổi thôi. Gái à? Dạ đúng rồi, gái. Chúc mừng hai em. Rồi. Chuyển bước nè, chuyển mình. Chuyển bây giờ để chuyển mình nè. Chuyển mình qua sau hôn nhân nè. Đó, bây giờ thôi giờ trước tiên là Hào đi nha. Cổ có tật xấu gì không? Dạ tật xấu thì hơi bị nhiều. Có cái tật là hay thích dỗ mông, sờ mông em. Ôi trời ơi. Có tật bắt yêu mà. Trời ơi, cái mông bự ơi, dỗ sướng lắm luôn á. Sao? Em đi làm về là em cứ thích dỗ, dỗ xong sướng. Em mà ơi, dỗ mạnh không? Dỗ mạnh lắm. Trời ơi, bà dỗ này nè, bà dỗ cái bóp xong rồi, bà ngắt vậy nè. Trời có lúc nào mà bà quạo. Dỗ mạnh quá mà em quậu luôn. Có luôn. Mà lúc đó quay qua làm sao? Quay hỏi, bà làm gì vậy? Bà bị điên hả?
nói về tật xấu thì cũng đáng chưa yêu. Đúng không? Dạ. Đáng yêu. Đáng yêu. Tật gì khác không? Hay quên. Với lại bừa bãi, cởi giày ra, cởi vớ ra, giục ngay cầu thang. Ngày nào em về cũng phải xách lên. Em bỏ ngay cầu thang là em để gọn gàng vô đó. Cái bữa em giả bộ em hỏi, ủa sao nay giờ giỏi vậy? Mày vớ lên để toilet luôn hả? Nói, ừ không lẽ quên hoài cho anh nói. Trời ơi có luôn. Bà nói rồi, bà tưởng bà quên, bà mang lên luôn rồi. Cái em nói, dạ tôi mới xách lên đó chị hai. Bà mới im. Tại vì ai chưa không kỹ chị? Kỹ thì em ổn lắm. Còn chút nữa tới em khui nha. Bây giờ tiếp theo nữa nè. Bây giờ có cái tật xấu gì mà nó là đặc thù của phụ nữ không? Có ghen không? Ví dụ như ghen đó. Ừ đó. Dạ trời ghen thì kiểu là vô đói đó. Đi làm mà nhắn tin chỉ cần một phút thôi, không trả lời là bắt đầu nhắn tin lại là anh đi chơi với gái rồi đúng không? Anh đang nhắn tin cho con nào mà không trả lời tôi. Vậy chứ em mới nhắn tin Zalo ổng là em thấy vừa chia cập mà không chịu trả lời. Tại vì Zalo là có mạng là nó chỉ cập thôi. Em đâu có biết đâu mà trả lời. Chị biết sao không? Ông bác này nè, ổng đi ra đường á là ổng nói chuyện dẻo miệng lắm. Ai cũng khoái ổng trơn á. Đàn ông, đàn bà, trai, gái, nít diễn khoái ổng trơn á. Ghen chứ trời. Có bao giờ mà trời được đàn ông thích không? Có, đây, để em kể anh nghe. Em mới đi, hai ngày nay là em đi làm bữa trước. Xong cái thằng nhóc ở trong siêu thị á, đi ngang, hello chế. Trời ơi chế, em thích chồng chế dễ sợ luôn nha, đẹp trai dễ sợ luôn. Nói thẳng luôn. Nó nói thẳng với em vậy luôn là thích chồng em luôn. Đúng rồi, nhiều đứa lắm. Xong cái nhóc kia, trời ơi chị em thích anh Hào ghê luôn á. Thích bự quá. Rồi bây giờ tới em đó, ổng có tật xấu gì không? Đầy luôn. Xin vợ là vợ ơi, cho anh một tuần lễ chơi game 3 ngày. Một lần thì là 3 tiếng. Thì em ok, thì anh cứ chơi đi. Xong cái ngày nào cũng chơi hết chị. Xong cái em quạo lên kêu là không cho chơi nữa. Kêu con bé em á, Ní ơi, nói mẹ là cho ba chơi game xíu ngủ. Thì bà nhỏ nó cứ tới ngày nào khoảng 7-8 giờ là mẹ ơi cho ba chơi game xíu ngủ nha. Ngày nào cũng như ngày nấy. Kỹ kinh khủng luôn. Kỹ mà kỹ vô duyên lắm. Vợ chồng mà đi chơi hay đi về quê hay đi đâu biết tự mình ship đồ không. Em ship xong đổ ra ship lại. Vậy ship đồ thấy gớm. Thì ổng xài máy tính ổng á. Em mới có lao mới quét ngày hôm trước. Xong qua hôm sau vợ lao máy tính anh chưa, sao bụi không vậy? Dạ sạch sẽ quá đáng đó đúng không? Đúng rồi, phòng em mới vừa lao là ổng lên trên niệm cáp ngồi ổng lấy hai chân ổng chà 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 xong rồi sạch sẽ xong mới lên niệm ngủ như kiểu là phòng bụi không vậy chị. Vợ ơi vợ giặt đồ anh á, vợ nhớ lộn lại nha, vợ giặt thì vợ để mặt vậy mà vợ phơi vợ lộn lại. Trời ơi em mắc nổi dịch dễ sợ luôn. Nói chồng muốn chồng vô chồng làm đi. Không nhưng mà cái đó đúng. Ổng kỹ nhưng mà ổng có làm không? Ổng có, vấn đề là ổng có làm hay không thôi chứ cái thì kỹ đó là cái đúng. Vấn đề như là đồ đạc đồ thì ổng đâu có giặt bao giờ đâu, ít giặt lắm. Chỉ khi nào mà em đi làm về khuya mà em mệt á thì ổng mới giặt. Còn cái nữa là ổng sợ chuột. Trời ơi, ổng sợ mấy chị đàn ông mà chưa có ai sợ chuột như chồng em luôn á. Nửa đêm ngủ 2-3 giờ sáng, em mới đi ra em đi toilet xong đi vô em ngủ tiếp. Cái tay ổng đi ra ổng đi. Mình là mình đang mê man ngủ. Xong chạy vô, vợ, hỏi gì anh? Con chuột trong toilet á, anh đóng cửa lời vợ vô đập nó đi, vợ bắt con chuột giùm anh đi. Trời ơi, mắc nó dịch dễ sợ luôn chị, đang ngủ mà. Ngon. Đúng rồi, đang ngủ mà dịch đâu vậy lại. Vợ ơi, vợ vô toilet con chuột giùm anh đi. Chưa, thả bơm, là thả bơm kinh niên luôn. Thả xong còn đối thượng gái nữa, ní đúng không ní? Ní thả đúng không? Con bé đâu có đâu, ba mà đâu phải là con thả đâu. Rồi sẵn nói luôn nè, mong muốn ổng thay đổi cái gì nè. Em cũng không mong muốn thay đổi gì nhiều, chỉ là bớt thả thôi, bớt thả thính. Bớt thả thính. Dạ, thích. Thì nói thính thôi, nên nói thính cho lịch sự chứ không thả mềm đó. À, thả thính kia nó khác nha. Thả thính kia nó khác à. Nhưng mà thả đó là đường tiêu hóa tốt đó nha. Chỉ mong là bớt vậy thôi gì. Thế thôi, em chỉ mong ổng nhiêu là được rồi. Nói chung là ổng gì cũng được. Mong muốn cô ấy thay đổi đi. Em chỉ mong vợ là bớt suy nghĩ, bớt ghen. Tại vì vợ em có cái tật á là hay suy nghĩ xa lắm. Chuyện bình thường mà vợ em suy nghĩ lên tới trên mây luôn. Suy diễn luôn hả? Dạ. Với lại lo cho sức khỏe. Vợ em không có chăm chút cho sức khỏe của mình. Bệnh thì lười uống thuốc, kia đi khám bệnh thì cũng không chịu đi. Là chỉ có mong muốn vậy thôi. Dạ chỉ có vậy thôi. Thực ra cái chuyện tụi em á là chị nghĩ là tụi em cũng không cần phải thay đổi cái gì nhiều. Tại vì thấy cái mong muốn thay đổi này nó rất là đáng yêu. Chị thấy tụi em vượt qua quá trời những cái khó khăn gian khổ mới đến được với nhau. Dạ. Bây giờ một năm trở lại đây là hạnh phúc rồi, là bởi vì gia đình bên em đã chấp nhận Thuận Thảo. Dạ. Thì đó thì cũng chỉ chúc sao mà cho tụi em cứ vậy mà phát huy. Dạ. Nói chung là tình yêu của các em nó có quá nhiều hương vị đó. Cái tình yêu của em nó mãi mãi trong đầu của anh á. Để sẽ có một dịp nào đó anh sẽ làm một sản phẩm đó với cái câu chuyện của hai em đó. Nha. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn hai em.